Thực ra thì nó không có gì phức tạp. Khắc phục ba cái điều thôi. Một là phải làm đúng quy chế của cấp ủy các cấp. Ví dụ thành ủy là có quy chế hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ và thường trực. Ví dụ trong đó quy định là việc gì thì bàn trong thường trực, bàn được thường vụ ủy quyền quyết định. Việc gì thì phải thường vụ bàn, sau đó mới được quyết định. Thường vụ quyết định thì ủy ban mới làm. Và việc gì phải ra ban chấp hành. Nói ví dụ là trong quy chế của thường vụ có quy định những cái dự án mà liên quan đến phải di rời 1.000 người dân trở lên thì thường vụ phải nghe trước, phải cho ý kiến, sau đó ủy ban mới làm dự án di rời và trình cho hội đồng dân để thông qua, có kinh phí làm. Ví dụ đấy, hoặc là những dự án mà nó có quy mô lớn, chẳng hạn như đầu tư nhóm A. À, thì trước khi hội đồng dân họp, từ ban chuẩn bị thì thường vụ phải nghe trước, thì những quy định đó phải làm cứng, làm theo đúng cái thẩm quyền đó. Và cái thứ hai là phải làm đúng luật pháp. Nãy giờ quy chế là nói quy chế của đảng, cái thứ hai là làm đúng luật pháp. Ví dụ là khi chúng ta muốn sử dụng ngân sách nhà nước để chi cho một cái dự án nào đó cụ thể, thì dự án đó phải được chính quyền chuẩn bị và trình hội đồng nhân dân. Khi hội đồng nhân dân thông qua rồi, nó có cái mục đó là mục đầu tư thì mới được chi. Còn nếu chúng ta làm dự án mà hội đồng nhân dân chưa thông qua hoặc chi là sai, đấy, thì cái bài học đây là làm đúng luật pháp. Thì vấn đề hiện nay là gì? Là khẳng định là cơ bản luật pháp là rõ ràng, mình làm đúng. Nhưng có lúc là cái diễn đạt của hai cái luật cùng vấn đề có thể gây hiểu khác nhau, có khi nó cảm thấy trùng chéo. Thì trường hợp đó là mình phải thảo luận. Thì chúng tôi thấy là có bốn cái mức thảo luận. Giả sử đồng chí giám đốc sở hoặc chủ tịch quận huyện thấy cái việc này là phần băn khoăn, ít nhất là cái tập thể lãnh đạo đó là cái nơi anh cùng bàn bạc, đúng không? Có cả cái ban giám đốc, có cả lãnh đạo quận huyện bàn cái đó, suy nghĩ vận dụng như thế nào. Thế lúc đó giúp cho các đồng chí đứng đầu yên tâm hơn, vì cái này trách nhiệm người đứng đầu. Khả năng thứ hai, giám đốc, ban giám đốc, lãnh đạo nhận thấy vẫn chưa yên tâm, chưa rõ thì làm gì ạ? Thì báo lên thành phố. Thì còn ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành để giúp để định hướng cái việc đó thì nên làm như thế nào. Thì đó cấp thứ hai là chính quyền cấp trên làm. Phần cái thứ ba là có những lúc cái việc nó cấp bách mà vận dụng thấy nó không phải là khó lắm nhưng vẫn còn có cái băn khoăn, thì thường vụ thành ủy chúng tôi phải nghe. Chúng tôi cho định hướng nên làm bây giờ hay là chậm lại, làm thì làm được hướng nào. Thì thường vụ thành ủy là cơ quan lãnh đạo có thể có ý kiến đồng chí, và lúc đó nếu cần thiết thì chúng ta phải báo cáo chính phủ, báo cáo chính phủ, báo cáo điểm gì, hoặc là xin ý kiến, hoặc là xin làm thí điểm. Và cái làm khác luật là phải làm thí điểm, thì chúng ta có bài học gần đây nhất chính là cái năm tư. Năm tư là cho thành phố làm một số việc không giống như luật quy định chung, như thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất của người ta trở lên là bình thường, phải thủ tướng thì giao cho mình làm. Thẩm quyền được phê duyệt nhóm A là thủ tướng giao thành phố làm. Thẩm quyền mà tăng một số phí có trong khung nhưng mình chọn khung và không có trong khung là của chính phủ đề xuất quốc hội làm, nhưng phân công cho thành phố được làm. Thì những cái nào nó khác làm thí điểm thì chúng ta là cần phải làm nhanh thì xin làm thí điểm. Thì chúng tôi nhớ lại là trong những năm trước khi thành phố thấy là những dự án lớn thì không đền bù nó rất là nặng, nó phải làm dự án độc lập trong dự án chung, thì người đề nghị thì chính phủ có một cái nghị định riêng cho thành phố nói rằng đối với dự án lớn thì sau khi đã trình hội đồng dân cái dự án tổng thể thì được tách cái phần đền bù thành dự án riêng cho thành phố làm. Cái đó bây giờ nó trở thành cái chung, như hồi đó chúng ta là những vấn đề được cái nghị quyết riêng được cái đó, thì xin phép báo chí là như vậy. Cho nên là hôm đó chúng tôi cũng qua bài học đây, có người đến cả doanh nghiệp, người dân và cán bộ là khẳng định là nếu chúng ta làm đúng chức năng, chúng ta làm đúng luật pháp thì không sợ cả. Còn nếu còn vân vân thì còn bốn cái mức nữa thì giúp cùng chính là cái bài học đây là căn bản là làm đúng luật pháp. Cái vấn đề thứ ba ở đây là phải
tự giám sát và để nhân dân giám sát. Thì chúng tôi muốn nói trong thể chế chính trị của mình, đảng lãnh đạo nhà nước quản lý, chúng ta nhân dân là người làm chủ về giám sát, và đảng cũng phải tự giám sát. Đảng giám sát phải có cái chương trình giám sát của mình, chúng ta đang làm chọn nội dung cho đúng, và cái đơn vị giám sát lúc nào cái con dấu hiệu cần chương trình mình phải giám sát. Đó. Thứ hai là lắng nghe ý kiến của dân qua 1374, bốn nguồn đó. Thì những cái việc đó nó giúp cho chúng ta điều chỉnh sớm, không để cái vi phạm đến mức cao hơn. Và nơi nào xử lý rồi là tín hiệu người khác cần cảnh báo. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.